Xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước yêu thích Mai Vàng ha. Tết 2021 cũng sắp đến rồi cô chú anh chị. Hôm nay kênh quay trở lại tiếp tục bãi biển của anh Chuyển ở gần cái cầu Bình Thủy thôi cô chú anh chị. Xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn một số mai tàn zin, cây sù đế đẹp rồi nha cô chú anh chị ha. Cây cũng lớn cây nha cô chú anh chị. Cây này là cây zin 100% nha cô chú nha. Đây một số cây mà khoảng cỡ 90 cây gì đó cô chú anh chị ha. Chút xíu nữa nhờ anh Chuyển giới thiệu cùng quý cô chú anh chị nha. Nha, xin phép chị quý cô chú anh chị. Em xin chào anh Chuyển ơi. Chào em. Chào cô bác anh chị em mọi miền đất nước ạ. Hôm nay em có về một số mai tàn chơi Tết với một số mai phôi cũng xin giao lưu cùng cô bác anh chị em mọi miền đất nước à. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em những clip trước đây à. Hôm nay em có về là 9 cây phôi, 9 cây mai bông, 9 mai tàn và 3 cây mai phôi. Dạ. Đầu tiên mời cô bác anh chị em vào cây số 1 là một cây mai tàn, cây sù luôn hết cô bác. Cây mai tàn sù tàn tròn đều hết nha cô chú anh chị. Tàn tròn hết ha cô bác, chi cành đóng đều hết ra, sù mấy sù lên tới đây đây ha cô bác. Cái này là sù cho me ha cô bác. Nè. Cục cục đi ha. Nè nguyên cái bãi dưới là sù hết ha. Cây này nút bông cũng dày hết ha cô bác. Cây này thì bông 5 7 9 12 cánh cô bác ơi. Nè, sù nè ha. Nè. À. Để sù nắp hết trơn rồi nhưng mà cái này là sù da me ha cô bác. Là nguyên bậy hết những thằng dưới sù hết ha. Cây tàn mã số 1 ha, chi cành là đều hết ha cô bác. Để nở nha cô chú anh chị. Để thì là bỏ đều hết luôn. Ủa nở để bỏ đều hết ha cô bác. Mấy cái này về cô bác khoảng chừng 3 ngày 4 ngày nữa, khoảng mùng 3 mùng 4 tháng 12 là cô bác lặt lá được hết cô bác. Rồi cho em không xấu nha anh chị. Cái này mình về mình lặt lá mình dưỡng gốc mình dưỡng lá mình về mình ủ mình này đẩy nguyên gì mình ủ phân dừa luôn hết cô bác. Hoành thân em đo tại vị trí này là 35 hết cô bác, hơn 35 đến 35 thôi ha. Hoành củ đế đặt đó là 78 hả cô bác. Dạ. Đường kính bầu là 57 cô bác ơi. Dạ. Rồi, chiều cao như vậy anh. Tán ngang là hơn thước dây hả cô bác, tán ngang là khoảng 1m8 hả cô bác. Dạ, tán ngang khoảng 1m8 nha cô chú. Chiều cao tổng thể là cũng khoảng 1m8 hả cô bác. Dạ. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu anh ơi? Cây mã số 1 em xin giao lưu 9 triệu hả cô bác? 9 triệu nha cô chú anh chị, một cây mai sù nha cô chú anh dạ. Chị. À, cây này em xin bao ship là 200 km hả cô bác, còn cô bác ở xa thì em xin phép thương lượng hả cô bác? Dạ rồi. Dạ rồi, mã số 2 nha cô mã chú. Mã số 2 hả cô bác, một cây mai tàn gián thú luôn cô bác ơi. Đây, để gián thú luôn hả cô bác? Dạ, để gián thú tàn tròn đều nha cô chú anh chị. Tàn đều luôn. Nhưng mà mấy cái này là em bao ship 200 km thôi cô bác. Mấy cái tàn này còn cô bác anh chị em nào ở xa thì thương lượng ha. Gián thú thằng lắc luôn hả cô bác, một cốt trực lắc luôn nè ha. Đế thì gián thú, còn thằng này một cốt trực lắc, chi cạc ti cành đóng đều hết ha cô bác. Này đế gián thú nha cô chú anh chị, có chân luôn nha. Nè hai chân luôn ha cô bác, chứ mà mặt nào cũng đẹp cho cô bác ơi. Bên này cũng có chân luôn nha cô chú anh chị, đó có đuôi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, một cây gián thú luôn. Thân lắc tàn tròn đều nha cô chú anh chị, cây đều có nụ chơi tết hết ha. Rồi cho em thông số nha anh, mã số 2 nha cô chú. Hoành em đo tại vị trí này là 27 hả cô bác? Dạ, hoành là 27. Đo chiều dài mình con thú là 17 ha các bác. Đường kính bầu là 56. Tán ngang là khoảng 1m8 ha các bác.
Rồi chiều cao nhiêu anh ơi? Tán ngang khoảng 1m8, chiều cao là cũng khoảng 1m8 luôn hết bác. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu anh? Cây mai tàng mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 6.800.000 luôn bác ơi. Dạ 6.800.000 nha cô chú anh chị. Mã số 2. Mã số 2. Cây đế thú nha cô chú anh chị, mặt nào cũng đẹp hết nha. Cái này mình bỏ đây, lát mình chạy vô. Đặc điểm gì nữa không nha anh ơi, kể cho em nha. Còn không thì mình đổi nha. Đổi. Cây mã số 3 nha cô chú anh chị ơi. Cây này tàn tròn đều gọn nha cô chú anh chị. Đây là một cốt ha cô bác, dán chặt cho cô bác. Đế bao đều hết ra. Ngồi cái đất luôn. Đi ra là đóng đều luôn nha cô bác. Nói chung là bụng hơi bự, nó ngồi nó mệt quá cô bác ơi. Cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây củ đế là tròn hết nha cô bác. Hóa thân cũng khá là đẹp, này vô chậu bự bự màu trắng trắng, chậu xây rồi ha, là rất là đẹp như cô chú anh chị nha. Cây này là về vô chậu năm là ok hết các bác. Đây nụ quá chừng luôn, cây này nụ nè cô chú anh chị, như giỏ thu đức luôn nha cô chú anh chị. Nút bông cái này bông 5, 7, 9, 12 cánh rồi, bông đẹp thôi chứ không phải giỏ hết cô bác. Rồi cho em thông số nha anh. Quà em đo tại vị trí này là 25 hả cô bác? Dạ quà là 25. Quành cũ đặt là 40 hả cô bác? Dạ. Đường kính bầu là 54. Tán ngang là khoảng 1m22 hả cô bác? Chiều cao là khoảng 1m6 các bác. Dạ, chiều cao là khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Cây này nụ rất là dữ. Cái đây là nụ nhiều lắm ha các bác. Dữ luôn cô chú anh chị. Rồi cái này mình giao lưu như anh chuyển. Cây mai vàng mã số 3 này em xin giao lưu giá là 4.500.000 các bác ơi. Dạ, 4.500.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số. Mã số 3. Mã số 3. Mấy cây mai tàng này là em xin nhắc lại là bao ship 200 km thôi các bác. Dạ. Rồi. Còn cô bác ở xa thì xin thương lượng ạ. Dạ. Mai cây mã số 4 ha cô bác. Số 4 nha cô chú chị, cây này cũng đế nơm, đế đẹp đều bốn mặt. Cây này đế đều hết luôn. Bác cái này cũng bậy xù đó ha cô bác. À, đây là đang ha cô bác, nó bậy xù đó. Cây này xù khoảng 200 ha cô bác nè. Đây nè, xù rồi, đây xù nè. Đồng bộ là mai giảo ghim miền Tây nha cô chú anh chị. À, đó, trên này là mấy cục sụ này nữa nè ha các bác. Nói chung là sụ hơn 20%, hơn 30%, 40% hết các bác. Đế rất là đẹp nha cây cô này chú anh chị. Cây này là rất đẹp cây. Cái này vô chậu hàng tầm trung là chơi cũng khá là ngon rồi nha cô chú anh chị ha. Hoành thăng em đo tại trí này 21 hết các bác. Hoành đế là 96. Thoát thân là 39 nha các bác. Tán ngang là 1m3 nha các bác. Chiều cao là khoảng 1m5 các bác ơi. Cây mã số 4. Cây mã số 4 này em cũng xin giao lưu 4.500.000 luôn hết cô bác. Dạ 4.500.000 luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã số 4. Số 4. Cây này cũng bắt đầu xù rồi hết nha cô chú anh chị. Nụ cũng rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị nha. Đây là xù khoảng 30% đấy ha cô bác. Đều tàn hết nha cô chú anh chị. Mấy cây này là tàn thiên nhiên không hết cô bác, không có sửa hết cô bác. Cái này là tàn, là tàn thiên nhiên không, không có sửa cái tàn nào hết ha cô bác. Đó xù rồi. Đó nguyên cái này là nguyên cục xù luôn nha các bác. Rồi em đổi hay nha. Thế đẹp nha cô chú anh
Cây mã số 5 hả cô bác, một cây tàng đa luôn cô bác ơi. Cây cây này nói chung là chủ vườn ta mới cắt nuôi lại 2 năm hả cô bác, nên là chi cành này nó còn hơi nhỏ. Đế là lực, cộng lực lực không hả cô bác, đế nơm quái luôn cô bác ơi. Đế khá là quái đẹp nha cô chú anh chị đó. Cái bộ đế này, cây này là bộ đế quái lắm ha cô bác, cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi cho em không xấu nhé ha. Quanh năm đó tại 9 này 23 hết cô bác. Dạ. Tổng hoành đế là 80 quá ơi. Thoát thân của em nó là 17 hết cô bác. Tán ngang là khoảng 1m3 luôn quá ơi. Chiều cao là khoảng 1m7. Rồi mã số 5. Cây mã số 5 này em cũng xin 4,5 triệu luôn hả cô bác. Dạ 4,5 triệu luôn nha cô chú anh chị nha. Mã số 5 hàng này. Cái này cũng có nụ nha cô chú anh chị, cũng đều tàn vậy hết nha. Cây này cũng ba về cũng cho Tết được hả cô bác, nhưng mà nụ không bằng, nụ bông không bằng cây hồi nãy, mấy hai cây nãy, mấy cây nãy hả cô bác. Dạ rồi, đổi giùm em ha. Thang là thang. Cây mã số 6. Cái này tàn cũng rất là tròn đẹp nha cô chú anh chị ơi. Này thoát thân cũng khá là cao luôn. Cái này mình vô chậu xay ha, chậu trắng trắng bự xay ha cô chú anh chị ha. Bộ đế cũng quái đẹp ha các bác, đế nôm đẹp ha các bác. Tàn này cô chú anh chị ha, đều hết nha. Nụ cũng đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, là mai zin miền Tây nha cô chú nha. Mai vàng zin luôn. À, bộ đế này nha cô chú anh chị ha. Nụ cũng khá là đều tàn này cô chú anh chị nha. Rồi chắc con số anh ơi. Quanh năm đo tại vị trí là 26 hả các bác? Dạ, quanh 26. Đường kính bầu là 60 hả các bác? Dạ. Thớt thân là 37 các bác ơi. Tán ngang là khoảng 1,5 m hả các bác? Cao là khoảng 1,7 m các bác ơi. Cây tàn mã số 6 em xin giao lưu với giá là 4,7 triệu cô bác ơi. Dạ mã số 6 nha cô chú anh chị ơi, 4,7 triệu. Mai tàn zin nha cô chú anh chị. Mã số 6. Rồi em đỡ cây ha. Mã số 7 ha cô bác. Mã số 7. Cây này là rất quái cây hả cô bác. Cây này có bộ đế quái lắm hả cô bác. Cây này đế khá là quái nha cô chú, rất là già hả, nó xù xì. Cây này già cây lắm, ở chỗ này là bãi xù luôn nè hả cô bác. Đế cải đều luôn. Cái này là bãi xù luôn nè. Cây này nhìn quái cây hả cô bác. Chi cành này cũng bỏ đều hết luôn cô ơi. Nói chung là nụ nút nụ thì cũng nhiều hả cô bác. Cành tương lai cũng lên nuôi vú bò nha cô chú anh chị. Cái chi này là nó bị gãy lâu hả cô bác. Em nãy em quên cắt, em cắt bỏ mà quên cắt cô bác. Cái này nó nuôi nó bể xù nách hay nè cô chú anh chị nha. Đây là nó nuôi hay nữa nha. Cứ lên nuôi vú bò.
Rồi nha, không sớm nha. Hoành thân em đo tại vị trí này là 23 á các bác. Em đo hoành cái củ quái này là 38 ha. Đường kính bầu là 51. Tán ngang là 1m2 hả các bác. Chiều cao là khoảng 1m4 các bác ơi. Cây mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 4.500.000 luôn hả các bác. Dạ 4.500.000 luôn nha cô chú anh chị nha. Mã số 7. Mã số 7. Đây nước ngủ này nha cô chú anh chị. Nhưng mà cái này nậu nhiều lắm ha các bác. Rồi đổi cây giùm em nha. Rồi mã số cây mã số 8 ha các bác. Số 8 là một cây mai dáng siêu một cây dáng bay ha các bác. Đây rất đẹp cây các bác ơi. Đây cái tàn tự nhiên này nha cô chú anh chị. Để vô điệu đó các bác. Chung là mấy cây mai tàn của em là tàn tự nhiên, không có sửa cây nào cho hết các bác. Đế là chạy đều hết các bác ơi. Cây này thì bông 792 cánh heo các bác, cây này bông đẹp lắm heo các bác. Cây này là bông 792 cánh, còn mấy cây kia thì 579 cánh. Cây này là bông rất đẹp heo các bác. Nụ cái này là nụ nhiều lắm các bác ơi. À, nụ đều tàn hết cho cô chú anh chị. Đây một cây dáng bay nha cô chú. Rồi chứ không sống nha anh ơi. Mình thân em đo tại vị trí này là 33 hả các bác. Quanh là 33. Đường kính bầu là 69 hả các bác. Tàng ngang là khoảng 1m8 hả các bác. Cao cũng khoảng 1m8 luôn hả các bác. Cây mã số 8 này em xin giao lưu với giá là 8.500.000 luôn các bác ơi. 8.500.000 nha cô chú anh chị. Mã số 8 ha, mai này về mình ủ bầu để mình chơi Tết nha cô chú anh chị nha. Kịp Tết nha cô chú nha. Ủ rất là đều. Mấy cái này về cô bác khoảng mùng 3 mùng 4 cô bác lạc lá là vừa hết cô bác. Một cốt luôn nha cô chú anh chị. Rồi đợi cây giùm em nha. Mã số 9, một cây dáng bay dáng lông luôn. Một cây dáng lông luôn các bác ơi. Dáng lông nha cô chú anh chị. À. Ê, dướng vàng lăng. Một cây dáng lông. Chích chụp ảnh. Đây rất đẹp ha, đế giống như nè cô bác nhìn ngang là giống như con rồng luôn ha các bác. Đó giống như con rồng, móng rồng. Cây rất đẹp cây ha. À, trong là cây này em chủ nhà ta mới cắt nuôi lại nên là cây này là không có bông ha các bác. Cây này có nụ mà ít lắm, cái này mà nói chung là Tết thì có được mới nụ ít, rất ít nụ ha các bác. Cái này người ta mới cắt nuôi lại cái này à. Về là cô bác lặt lá, cô bác chi cành là cô bác sửa là ok luôn hết các bác, đều luôn á. Rồi cho em thông số nha. Rồi
đo lúc cái chân này luôn, ngoài này luôn đấy ha các bác, là 26 ha các bác. Đường kính bầu là 51 luôn các bác ơi. Dù dài gần 3 là hết thước dây ha các bác. Cây mã số 9 em xin giao lưu với giá là 5.300.000 ha các bác. Dạ 5.300.000 nha cô chú anh chị. Một cây dáng lông dáng bay nha cô chú anh chị nha. Rồi đợi em ha. Và thôi dán thú một thú mẹ cộng hai thú con ha các bác. Cái này bằng lùng. Cái này cây số 10 cây phôi. Tam tài ha cô chú anh chị. Này. Thú mẹ cộng ba thú con. Viên cái đó nó được rồi đó. Cái không sớm luôn nha. Cái nhìn rất có duyên nha cô chú anh chị, bên sai ha, hình chữ nhật. Hoành em đo cái này thôi. Dạ. 16 á cô bác. Dạ hoành 16. Hoành tổng này là 48 á cô bác. Dạ. Đường kính bầu là 33 cô bác. Chiều cao tổng thể là 28. Cây phôi mã số 10. Em xin giao lưu với như giá là 1.500.000 các bác ơi. Dạ 1.500.000 nha cô chú anh chị. Mã số 10. Mã số 10. 1.500.000. Rồi đợi giùm em ha. Rồi tiếp tục là mã số 11 là một chén bay. Mã số 11 là một cây dán bay ha các bác. Xích vào tiếp giùm cái này bác. Rồi, rồi. Cầm nó xay bột giùm em luôn nha đó. Cây dán bay rất đẹp ha các bác. Nhưng là cái này em chỉ cắt cây chừa lại về cho đường cho các bác cắt lại nha các bác, chứ em không có cắt tới luôn cây luôn nha các bác. Để là một khối luôn ha các bác. Cây này là ta trồng trước, ta xưa ta trồng trong chậu ly ha các bác. Trồng trong chậu ly là mười mấy, chủ nhà nói là trồng mười mấy 20 năm rồi đó các bác. Cho em thông số nhé ha. Hoành em đo tại, Hoành em đo tại vị trí này là 31 ha các bác. Dạ 31. Tổng quanh bầu là 142 ha các bác. Chiều dài cần bay là 1m35 ha các bác. Cây phôi mã số 11 này em xin giao lưu với giá là 7.500.000 luôn các bác ơi. Dạ 7.500.000 nha cô chú anh chị ơi, mã số 10. Mã số 11. Dạ rồi đổi cây giùm em nha. Hai. Rồi mã số 12. Mã số 12. 12 là một con thú ú nu luôn nha cô chú anh chị. Một con thú nghe các bác. Cây cuối cũng cây cuối cùng của clip hôm nay ha các bác. Cái này nói chung là em chừa cái này là gì cô bác, coi cô bác thích cái nào là chừa lấy đuôi là lấy ha bác, chừa lấy cái này đuôi được, này đuôi được ha, cái này về mình cắt thấp xuống nữa ha bác. Rồi cho em không xấu nha. Hoành em đo tại vị trí này là 35 ha các bác. Dạ hoành 35. Đường kính bầu là 46. Cao là 40. Tổng hoành cũ là 67 ha các bác. Cây mã số 12 này em xin giao lưu giá là 4.500.000 luôn các bác ơi. Dạ 4.500.000 nha cô chú anh chị ơi, mã số 10. Này. Hoa mai vàng tốt ha. Nhưng mà ba cây phôi là em bao ship toàn quốc hết cô bác. Còn mấy cây mai tàng thì em bao ship 200 km. Còn ví dụ cô chú bác anh chị em nào ở xa thì có mua thì mình thương lượng hết cô bác. Mình thương lượng về cái chuyện ship hết cô bác. Rồi, chào hết cho mẹ em luôn nha.
Cuối clip em cũng cảm ơn cô bác anh chị em mọi miền đất nước đã ủng hộ em những clip trước đây, và con em cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ em. Thì cũng chúc sức khỏe mọi người, cô chú bác anh chị em là có từng mới là được vui vẻ hạnh phúc, làm ăn phát đạt, để chuẩn bị cho một cái Tết thật là đầm ấm bên gia đình. Em xin cảm ơn mọi người ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh, xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn luôn ha. Xin chúc cô chú anh chị bạn có một cái Tết năm 2021 thật là nhiều thành công, may mắn, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin kết thúc video luôn nha.